Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Bản tin nóng. Và sau đây là những tin tức mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật. Mời quý vị cùng theo dõi. Lót tay khi làm sổ đỏ và câu chuyện tham nhũng vặt. Thưa quý vị và các bạn, một con số khá sốc vừa được công bố. Tỷ lệ người làm thủ tục hành chính xin cấp mới hoặc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã phải chi lót tay, dao động từ 40 đến hơn 90% ở hơn 40 tỉnh, thành phố trong cả nước. Con số thống kê trên được đưa ra tại hội nghị công bố chỉ số hiệu quả và hành chính công cấp tỉnh 2021 do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc UNDP tổ chức. So với năm 2020, con số này cao hơn, tức là số người dân phải chi lót tay làm thủ tục hành chính xin cấp mới hoặc đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cao hơn. Năm 2020 là 32%, còn năm 2021 là từ 40 đến hơn 90%. Năm 2018, con số này mới chỉ là 15%. Đáng chú ý hơn, tình trạng phải chi lót tay này phổ biến ở các tỉnh còn nghèo như Cao Bằng, Đắk Lắk và Sóc Trăng. Qua con số trên mới thấy một thực tế, đó là các tỉnh luôn chủ trương xuyên suốt là cải cách hành chính để giảm phiền hà, giảm thủ tục cho dân, để phục vụ tốt hơn cho người dân. Tuy nhiên, những năm gần đây, tình trạng phải chi lót tay lại tăng lên. Rất lạ, vì sao lại thế? Theo đánh giá chung, năm 2021, thủ tục và dịch vụ hành chính công liên quan đến giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn còn nhiêu khê. Dễ thấy một điều rằng, mặc dù công cuộc cải cách hành chính được triển khai sâu rộng trong nhiều năm qua với rất nhiều khẩu hiệu và mục tiêu hành động như một cửa, một dấu, một cửa liên thông, tất cả vì sự hài lòng của người dân, nhưng thực tế người dân phải tốn rất nhiều tiền cho các phí không có trong giấy tờ sổ sách, phí lót tay. Theo phản ánh của người dân, có đủ các kiểu mà người dân phải gặp khi đi làm các thủ tục giấy tờ nhà đất. Vậy nên, để cho nhanh và tránh các phiền toái nảy sinh, không còn cách nào khác, người dân đành phải lót tay, đành phải chung chi. Cách làm có tính phổ biến nhất thường được một số cán bộ biến chất áp dụng là yêu cầu bổ sung hồ sơ, kéo dài thời gian xử lý. Người dân đến hỏi bổ sung cái gì thì các cán bộ biến chất trả lời qua loa, không tận tình hướng dẫn. Tình trạng chi lót tay để làm thủ tục hành chính không phải lần đầu tiên được đề cập đến mà đã rất nhiều lần trong những năm trước kia. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có công văn yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra, thanh tra công vụ, xử lý nghiêm những cán bộ, công chức gây nhũng nhiễu, tiêu cực trong thực thi nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Tuy nhiên, đâu vẫn hoàn đấy, thậm chí tỷ lệ số người dân phải chi lót tay lại còn tăng lên như con số vừa công bố. Và những cán bộ biến chất, ngửa tay lấy tiền lót tay của người dân, theo con số thống kê trên, chính là những người tham nhũng vặt. Đã gọi là tham nhũng vặt, tức là mức độ tham nhũng đang còn nhẹ, ít người soi, ít bị xử lý. Chính vì tâm lý đó nên các cán bộ biến chất có cơ hội tồn tại và thậm chí là phát triển. Và họ biến thành những con sâu đang ngày ngày đục khoét vào niềm tin của người dân. Một con số cũng đáng lưu ý trong chỉ số PAPI 2021, đó là chưa tới 70% số người trả lời ở tất cả các tỉnh, thành phố cho rằng chính quyền địa phương đã nghiêm túc trong công tác phòng chống tham nhũng. Thông điệp và chủ trương xuyên suốt của chính phủ nhiệm kỳ này chính là cải cách thủ tục hành chính, loại bỏ những rào cản. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nêu rõ, mục tiêu trong năm 2022 là phải tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về công tác này, vào cuộc mạnh mẽ, đã nói là phải làm, cầu thị lắng nghe và tiếp thu ý kiến người dân, doanh nghiệp. Vì vậy, lãnh đạo các địa phương cần nhìn nhận lại đúng thực chất vấn đề, vào cuộc khách quan, nghiêm túc để thanh lọc bộ máy hành chính. Nếu không có các giải pháp đủ mạnh và quyết liệt, thì việc tham nhũng vặt qua việc phải lót tay lại càng sinh sôi nảy nở. Và câu chuyện tham nhũng lại như căn bệnh ung thư tiếp tục di căn trong lòng xã hội. Hãy đặt quyền lợi người dân lên trên hết, đừng làm tội dân. Vụ giám đốc Bệnh viện Quân y 110 bị bắt, cần làm rõ hành vi phạm tội có tổ chức hay không? Thưa quý vị và các bạn, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng vừa khởi tố bắt tạm giam với hai bị can gồm Đại tá Diêm Đăng Thanh, giám đốc Bệnh viện Quân y 110, Ngô Mạnh Chí, hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y dược ASEAN. Cả hai bị can trên đều bị khởi tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại khoản 3, điều 356 Bộ Luật Hình sự. Được biết, sai phạm của hai bị can liên quan đến việc đào tạo và cấp bằng cao đẳng điều dưỡng của Trường Cao đẳng Y dược ASEAN, trường tư thục cho cán bộ, nhân viên của Bệnh viện Quân y 110 thuộc Quân khu 1 Bộ Quốc phòng. Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng cũng cho biết, đây là một vụ án phức tạp liên quan đến nhiều tổ chức cá nhân. Bởi vậy, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật.
hiện vụ việc đang nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhìn nhận dưới góc độ pháp lý, trao đổi với phóng viên, nhà báo và công luận, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát hiện những sai phạm trong giáo dục và đào tạo ở một loạt các trường đại học cao đẳng, chủ yếu là việc cấp bằng không đúng quy định, không qua đào tạo, làm ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục, gây ra dư luận xấu trong xã hội. Nhiều trường hợp cơ quan điều tra đã vào cuộc khởi tố và xử lý các bị can theo quy định của pháp luật. Chuyên gia pháp lý Đặng Văn Cường phân tích, trong vụ án trên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ hành vi phạm tội của các bị can là có tổ chức hay không, có phạm tội nhiều lần hay không và gây thiệt hại là bao nhiêu để xác định hành vi phạm tội, đồng thời làm cơ sở để xem xét áp dụng mức hình phạt phù hợp với quy định của pháp luật. Theo quy định của Bộ Luật Hình sự hiện hành, thì hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà gây thiệt hại từ 1 tỷ đồng trở lên thì mức hình phạt là từ 10 đến 15 năm tù. Vị tiến sĩ luật nhấn mạnh, trong vụ án này, hai bị can là Giám đốc Bệnh viện Quân y 110 và Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN đều bị khởi tố về một tội danh nên sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý như nhau. Trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vai trò của từng bị can đối với việc thực hiện hành vi phạm tội để cá biệt hóa vai trò đồng phạm, làm rõ tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và các yếu tố khác có liên quan đến việc quyết định tội danh và hình phạt. Tiến sĩ Đặng Văn Cường nêu rõ, thông thường đối với những vụ án có liên quan đến việc cấp bằng, chứng chỉ không đúng quy trình, quy định thì sẽ có liên quan đến nhiều tổ chức, cá nhân, quy trình để cấp ra bằng, chứng chỉ sẽ qua nhiều khâu, nhiều người thực hiện. Bởi vậy, trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy có nhiều người cùng biết hành vi là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, thì sẽ xác định là vụ án có đồng phạm. Tất cả những người tham gia vào các khâu trong quá trình đào tạo, cấp bằng nhận thức được hành vi của mình là sai phạm nhưng vẫn cố ý thực hiện, thì đều sẽ bị xử lý với vai trò đồng phạm và thường sẽ được xác định là phạm tội có tổ chức. Cơ quan điều tra sẽ làm rõ hoạt động đào tạo của Trường Cao đẳng Y Dược ASEAN được thực hiện như thế nào, việc cấp bằng có đúng quy định pháp luật hay không. Trong trường hợp kết quả điều tra cho thấy, trường này đã vi phạm về quy trình đào tạo, không tổ chức đào tạo nhưng vẫn cấp bằng cho các học viên, thì hành vi còn có dấu hiệu của tội giả mạo trong công tác. Những người cấp bằng không đúng quy định sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội giả mạo trong công tác theo quy định tại Điều 359 Bộ Luật Hình sự. Đối với lĩnh vực y tế, thì đây là lĩnh vực đặc thù có liên quan đến sức khỏe nhân dân. Tính chất đặc thù đòi hỏi những người hoạt động trong lĩnh vực này phải có đạo đức cao, phải trung thực, tận tụy, liêm chính để phục vụ nhân dân, xứng đáng với sự tôn kính của cả xã hội, với vị thế của người thầy thuốc. Việc đào tạo cán bộ trong ngành y tế đòi hỏi rất thận trọng, kỹ lưỡng để đảm bảo nguồn lao động có chất lượng, đảm bảo tính mạng sức khỏe của người bệnh. Tuy nhiên, thời gian gần đây xuất hiện hiện tượng học giả, thi giả nhưng cấp bằng lại là thật, làm giảm sút chất lượng nguồn nhân lực, gây bức xúc trong dư luận. Bởi vậy, cơ quan điều tra sẽ làm rõ mối liên hệ giữa trường cao đẳng và bệnh viện quân y này để xác định hành vi phạm tội, xác định hậu quả mà các bị can đã gây ra đối với xã hội để xử lý theo quy định của pháp luật. Bộ Giao thông Vận tải thúc tiến độ 4 tỉnh chậm triển khai thu phí tự động không dừng. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh Quảng Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Lâm Đồng chỉ đạo các nhà cung cấp dịch vụ, nhà đầu tư BOT và các cơ quan đơn vị có liên quan khẩn trương triển khai lắp đặt các làn thu phí còn lại, bảo đảm tại các trạm thu phí thuộc phạm vi quản lý chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp trên mỗi chiều xe chạy. Ủy ban Nhân dân các tỉnh có chế tài xử lý các nhà đầu tư không hoàn thành đúng tiến độ yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ và chất lượng trong quá trình triển khai nhiệm vụ. Bộ Giao thông Vận tải giao Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo dõi, đôn đốc, phối hợp với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng, đảm bảo tiến độ, đồng bộ, kết nối liên thông. Tổng cục Đường bộ cho hay, hiện còn 106 làn thu phí thuộc 24 trạm thu phí cần lắp đặt ETC, chưa kể 140 làn do Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam VEC quản lý, để đảm bảo tại mỗi chiều xe chạy chỉ duy trì một làn thu phí hỗn hợp. Trong đó, 48 làn thuộc 13 trạm do Bộ Giao thông Vận tải quản lý hiện đang triển khai lắp đặt các làn ETC còn lại, so với 58 làn thuộc 11 trạm do địa phương như Quảng Ninh, Bình Phước, Bình Dương, Lâm Đồng quản lý, sẽ do Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chịu trách nhiệm triển khai. Tính đến đầu tháng 4 năm 2022, đối với các trạm thu phí do Bộ Giao thông Vận tải là cơ quan có thẩm quyền, hồ sơ thiết kế các làn còn lại, thì tại các trạm thu phí đều được Tổng cục Đường bộ Việt Nam thỏa thuận, nhà đầu tư phê duyệt theo quy định. Các nhà đầu tư đang triển khai nhập thiết bị để lắp đặt, vận hành.
Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng tới việc mua, nhập thiết bị, dẫn đến tiến độ triển khai chưa đáp ứng yêu cầu. Bộ Giao thông Vận tải đang quyết liệt chỉ đạo, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ mua sắm, lắp đặt thiết bị để hoàn thành trong quý 2 năm 2022. Đối với các trạm thu phí do các địa phương là cơ quan có thẩm quyền theo quyết định số 19 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm triển khai thực hiện. Tuy nhiên, với vai trò là cơ quan quản lý ngành giao thông vận tải, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải có văn bản đôn đốc và làm việc cụ thể với từng địa phương để thống nhất phương án, lộ trình, triển khai bảo đảm tiến độ, đồng thời chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam phối hợp hỗ trợ các địa phương trong quá trình triển khai thực hiện.